Tại sao hôm nay chị lại hẹn tôi đến đây? Cũng không có gì đặc biệt đâu. Tôi gọi cô đến đây bởi vì muốn cho cô xem cái này. Cô đừng có nghĩ rằng người đàn ông của mình chỉ có duy nhất một mình cô. Cùng là phụ nữ với nhau, nên tôi nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ là nên chia sẻ cho cô biết. Ơ, Vân này, vào đây em. Ba mặt một lời rồi, vào đây, vào đây, vào đây. Em ơi, cho chị cái ghế. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau vài cuộc điện thoại thì cuối cùng Thụy Vân đã hẹn được hai người phụ nữ xinh đẹp để giải thích với mọi người về cái cuộc gặp với diễn viên Quang Sự ạ. Rất là cảm ơn chị Hồng Diễm và Thu Trang đã nhận lời tham gia Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Trong phim thì họ là tình địch của nhau, gọi là một mất một còn đấy ạ. Thế còn bên ngoài thì hai người thân thiết như thế nào, có thể thể hiện sự thân thiết bằng một lời chào tới khán giả Chuyển động 24 giờ đúng không ạ? Thu Trang và Hồng Diễm chào khán giả Chuyển động 24 giờ. Thực sự là rất là vui khi mà lại nhìn thấy những diễn viên vô cùng xinh đẹp của VFC trên sóng truyền hình. Đây là lần thứ bao nhiêu chị Diễm và Trang có cơ hội cùng đóng một bộ phim với nhau ạ? Đây là bộ phim thứ hai Diễm với cả Trang làm việc cùng nhau. Thì cả hai lần đều đang ở trong cái tuyến là đối nhau, cho nên là cũng chưa có một lần nào chị em mình thân thiết cả. Chắc là về phim thứ ba. Em nghĩ Chuyển động 24 giờ vừa có một phân cảnh rất thân thiết ạ. Em có mấy câu hỏi nhanh để xem là mọi người trả lời như thế nào nhé. Ai mà đưa sai sẽ bị phạt đấy. Giữa Quang Sự, Thanh Long, Tuấn Việt, ai đẹp trai nhất? Tuấn Việt. Gu nha. Đây là lộ, đây là gu nha. Trang, Trang chưa được trả lời à? Lại nhá. 3, 2, 1, xin mời. Tuấn Việt. Lại gu à? Em bảo nếu gu, chị nghi lắm. Em cố tình trả lời Tuấn Việt đúng không? Gu nhỉ chị nhỉ? Gu. Tiếp ạ. À, ai nhảy TikTok đẹp nhất đoàn? Quả này máu này. Tại sao chị hỏi câu đấy là bởi vì chị thấy là nhiều lúc chị Diễm lôi cả đoàn ra ngồi cầu thang nhảy TikTok. Có những hôm nhá. Ừ, chị lôi nhưng mà người nhảy đẹp nhất, máu nhất phải làm chị Mỹ Uyên. Mở máy ra đêm rồi vẫn thấy chị Diễm nhắn tin: mọi người ơi, nhớ học cái bài này nhé. Nhớ học cho thuộc, ngày mai lên còn quay. Với chị Diễm ấy, khi mà nhận lời tham gia bộ phim Chạm Cứu Hộ Trái Tim, em nghĩ là cái số comment và gạch đá mà chị nhận từ cái vai diễn Ngân Hà thì chắc là cũng đủ để chứng minh rằng là Hồng Diễm đã đang rất vào vai Ngân Hà và khiến cho khán giả cảm thấy ức chế vô cùng ạ. Thực ra vai nào của Hồng Diễm cũng là một khán giả ức chế. Em thấy mọi người cứ đang comment mãi về cái mái của chị Diễm. Thực ra ấy, cái tóc này thì có chị đúng là nhận được rất là nhiều phản hồi, nhưng thực tế là chị không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, bởi vì là chị muốn là khán giả nhìn thấy đó là Ngân Hà chứ không phải là Hồng Diễm. Bởi vì chị nghĩ rằng là khán giả đang kiểu cứ mang những cái hình ảnh của những bộ phim trước của mình vào ấy, là muốn mình phải thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng thực tế đây là cái tạo hình ngay từ đầu của nhân vật. Nhưng mà em nghĩ thực ra đấy cũng là yêu mến của khán giả đấy. Bởi vì là mọi người rất quan tâm đến chị, quan tâm đến cả cái mái tóc của chị nữa cơ. Thực ra còn với Trang thì sao? Em nghĩ rằng chắc chắn rằng là cái việc khán giả so sánh là việc đương nhiên. Tuy nhiên thì mình không thể nào mà mình đưa đúng cái mái tóc này vào, hoặc là mình đưa đúng cái bờm này vào, hoặc mình đưa đúng cái bộ váy bánh bèo này vào để mà mình có thể vào được với nhân vật, thì đó là điều không thể. Cái việc mà khán giả họ so sánh thì những cái gì mà mình cảm thấy nó chưa phù hợp hoặc là nó tiêu cực thì mình cứ gạt nó sang một bên và mình giữ lại những cái điểm tốt đẹp nhất để mình làm động lực trong suốt quá trình mà mình làm phim. Tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao cô bị đá đau như thế mà đến giờ vẫn còn đi nào. Chị đọc khá là nhiều bài báo viết về vai diễn này của Trang ấy. Chị thấy em rất hài lòng với An Nhiên. Tại sao ạ thế? Đây là một tuyến nhân vật mà khá là khó về tâm lý. Em không chỉ hài lòng đâu mà em thấy rằng có thể qua nhân vật An Nhiên, khán giả cũng sẽ nhìn thấy được rằng là một Lương Thu Trang không chỉ đóng những cái vai đào thương, mình vẫn có thể làm được những cái tuyến nhân vật mà nó cá tính hơn. Với Trạm Cứu Hộ Trái Tim thì chị Diễm và Thu Trang sẽ nhớ nhất phân đoạn nào và thích nhất phân đoạn nào ạ? Với Diễm thì vẫn là cái phân đoạn mà khi mà biết rõ mọi chuyện ấy. Vì mọi chuyện nó đến một cách rất là bất ngờ, vì cô này từ trước đến nay quá tin tưởng chồng. Thì bây giờ cái cảm xúc nó như thế nào? Thì đến bây giờ chị vẫn nghĩ rằng là nó chưa là một cái cảm xúc rõ ràng trong chị, và chị vẫn cho rằng đấy là một phân đoạn khó. Và ông thấy con gái rượu của ông ta như thế này thì sẽ sao nhỉ? Xem nào. Nếu là tôi nhá, vỡ tim mà chết, đột quỵ mà chết. Bản thân chị xem lại, chị vẫn không thấy đã với những gì chị đã thể hiện.
Nhưng mà nếu để cho chị làm lại thì chị cũng chưa biết là chị phải làm như thế nào thì chị mới đã. Có lẽ đấy là sự cầu toàn của một người nghệ sĩ để mong muốn đem tới những cái cảm xúc thật nhất cho khán giả. Còn với cá nhân Thụy Vân chẳng hạn, khi mà xem phân đoạn đó thì Thụy Vân đã cảm nhận hết những cái nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội đến tận cùng. Thế còn với Trang thì sao nhỉ? Đối với em thì nó cũng na ná như chị Diễm. Bởi vì là một người phụ nữ mà đã dám hy sinh cái tình yêu của mình để người đàn ông của mình ở bên cạnh một người phụ nữ khác, thì với một chuyên gia tâm lý như An Nhiên thì xác suất phần trăm mà cô ấy có thể lường trước được chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên để cho đến cái phân đoạn mà nhân vật An Nhiên phát hiện ra rằng Nghĩa vẫn còn yêu Ngân Hà thì cái sự bẽ bàng không hẳn giống như là chị Diễm nghĩ rằng mình không biết mình phải làm thế nào. Cô này thì cô ấy có một cái nỗi đau phải nói là nó quá rõ ràng và nó đã đi đến tụt cùng rồi. Tuy nhiên thì cô ấy không thể quay đầu lại được nữa. Con đường mình đã chấp nhận mình đi là mình bắt buộc phải đi cho đến cùng, dù kết quả là như thế nào. Thực ra hôm nay cuộc trò chuyện của chúng ta được phát sóng vào ngày của mẹ. Các chị thì cũng đều đã làm mẹ rồi. Và không biết là các bạn ở nhà mà xem mẹ của mình diễn ở trên TV ấy, thì các bạn có nói gì, có chia sẻ điều gì không ạ? Hai bạn nhà chị thì các bạn chắc là có bạn thứ hai ấy, thì có thể là hay xem phim cùng bà thì là theo dõi đều đặn. Bạn cũng không có gì là kiểu bất ngờ quá hay là những cái gì với hình ảnh mẹ trên phim cả. Nhưng mà mái tóc của chị thì bạn thứ hai cũng không thích. Không thích mẹ để mái, mẹ để phải để tóc dài hay là gì. Nói chung là mẹ để tóc ngắn cũng được nhưng mà mẹ đừng để mái. Bạn gái là bạn đã phản hồi ngay từ lúc mà chị đi cắt tóc về rồi. Dạ. Thế còn với Trang thì sao nhỉ? Một cái nhân vật có thể nói là nhận rất nhiều gạch đá. Không biết là em bé ở nhà thì có theo dõi không? Và có bảo là ô mẹ đừng đóng vai xấu nữa không? Các bạn sẽ nói con anh như nào không? Em bé nhà Trang cũng đã được 10 tuổi mà lại là con trai nữa, cho nên có lẽ là có một chút gì đó nó bản lĩnh hơn. Thì hỏi thế hôm nay con xem phim thì con có thấy ghét cô An Nhiên không? Có những ghét nhân vật của mẹ làm không? Thì trả lời đúng một câu là không. Che giấu cảm xúc. Mà rất là lạnh lùng luôn. Vâng thưa quý vị, và như thường lệ thì Chuyển động 24 giờ 3 giờ cũng có thử thách dành cho các nhân vật của mình. Thử thách của em dễ cực. Mọi người có biết cái trend mà diễn bằng đôi mắt không ạ? Nhưng có một thử thách dành cho chị Diễm đó là phải đảo mắt kiểu Ngân Hà, còn đây sẽ phải đảo mắt kiểu An Nhiên. Xem phải như thế nào quý vị nhá. Tôi thử trước này. Đúng ạ. Và thử thách của chúng ta bắt đầu. Bác chỉ có đảo không? Em có thấy rõ mắt đảo không? Em chỉ đảo cả đầu đấy. Mimi. Wow, trời ơi. Chúng ta sẽ có một cái trend rất là nổi đây. Sẽ cắt hình của chị Diễm với cả Trang lên để xem mọi người cùng so sánh xem như thế nào. Không biết là ai sẽ là người chiến thắng đây, nhưng em nghĩ rằng như vậy là hai nhân vật của chúng ta đã xuất sắc vượt qua thử thách của Chuyển động 24 giờ rồi. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn hai diễn viên đã dành thời gian cho Chuyển động 24 giờ và chúc cho bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là Hồng Diễm và Thu Trang ạ. Cảm ơn các chị rất nhiều. Yeah. Mong khán giả tiếp tục ủng hộ bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nhé.